Em ơi, anh nghĩ là bên em lắp trạm GIS ấy, gọi là GIS đấy, thì nên hợp tác bên anh. Thứ nhất là em nhìn máy chân không này, đấy, anh có hai máy hai tầng này, hút chân không rất sâu nó mới đạt cái độ đảm bảo của trạm. Nếu em hút tào lao hút không kỹ ấy, lúc nó hỏng hết, lúc đèn ốm. Thứ hai là hệ thống vỏ chai nhé, cái vỏ chai rỗng bên này cực nhiều luôn này. Em nhìn vỏ chai rỗng này, đấy, đây kia là máy nạp này. Còn kia hẳn là một cái phần của cái máy mega ấy. Cái máy mega đi lô ấy. Máy mega đi lô và máy chuyên môn để hút từ các cái trạm gít ra ấy. Thì bản chất là bên anh có hẳn một cái tanh lớn như này mà. Thì anh nghĩ là bên em nên suy nghĩ kỹ. Còn cái khoản các loại khoảng dây ấy, dây mà để hút nạp rồi các kiểu ấy thì là bên anh sẵn rồi. Đấy, thì có nhu cầu thì cứ alo nhá. Đây. Đây bộ bộ này là dành cho máy 110 này. Chuyên môn hút máy 110 này. Còn máy này thì là để hút gít này, nó to này. Đấy. Bên anh đi làm công trình suốt này. Đồ đạc này.